mở đầu bộ phim men của chúng ta đã phải chứng kiến cảnh chị cậu làm một thí nghiệm lên một thanh bảo kiếm nhưng đã thất bại và rồi chịu hậu quả là dần biến thành một sinh vật khác cậu không biết cách nào để cứu chị vì thầy của cậu cũng đã bất tỉnh sau thí nghiệm thất bại vừa rồi chị cậu đã dần trở thành một con rồng và rồi bay đi mất những pháp sư gần đó thấy rồng thì đã dùng phép để tấn công nhưng đều bị cậu chặn lại hết và để chị cậu bay đi lục địa này đã tồn tại được hàng ngàn năm người lùn từng sinh sống ở đây nhưng đã bị loài rồng săn đuổi đến mức phải trốn vào rìa của lục địa và rồi các pháp sư được sinh ra và con người từ đó cũng xuất hiện ở trên lục địa này. 5 năm sau sự kiện đầu phim, men của chúng ta đã lấy cái tên Offen và đang đi tóm hai đứa nhóc đã mượn tiền cậu mà chưa chịu trả. Cậu phải dùng phép để tóm chúng lại và yêu cầu chúng trả tiền nhưng chúng lại than là không có nên bị cậu dập cho một trận. Một cô gái là cảnh sát hoàng gia tình cờ cũng đang bắt hai đứa nhóc này vì chúng bị truy nã. Cô ném ra hai phi tiêu nhưng lại chúng người đi đường khiến Offen phải lên tiếng hai đứa nhóc đã tranh thủ mà trốn đi còn cô gái thì đành phải nhờ offen chữa cho người mà cô ném phi tiêu chúng do có thuốc mê trong đó cô gái biết cậu là pháp sư đã bị trục xuất khiến cậu nhớ lại những chuyện ngày đó offen sau đó đã đến quán quen để ăn con trai của quán là magic thấy thích thú vì offen là một pháp sư nhưng ông chủ biết ngoài kia có nhiều kẻ tự nhận là pháp sư để lừa người ta nhưng offen là hàng thật vì vòng cổ hình con rồng của cậu là do nanh tháp ban cho các pháp sư mẹ của magic cũng là một pháp sư nên offen cho rằng cậu ta có thể cũng dùng được phép thuật không chừng magic nghe vậy thì muốn offen dạy nhưng cậu lại đòi học phí nên ông chủ muốn cậu đừng có ỷ việc là khách quen mà lôi kéo con trai ông nhưng cậu cho rằng magic vẫn có thể làm pháp sư do có đam mê và việc có dòng máu pháp sư thì khả năng trở thành pháp sư là vẫn có thể đột nhiên hai đứa nhóc lại mò đến và muốn ra một giao kèo với offen để có điều kiện trả tiền cho cậu cậu sau đó phải mặc một bộ thanh lịch và đi cùng chúng để làm một việc offen nhận thấy người dân có vẻ ít ra đường thì đứa nhóc đeo kính cho biết là gần đây có vài việc mờ ám gì đó nên con người hầu như ít khi ra đường trong lúc đó những pháp sư lúc này vẫn đang đi săn lùng con rồng mà chị của offen biến thành cô cũng vì thấy người thầy cũ của mình trong đó nên đã quyết định quay đi mà không tấn công offen lúc này bị hai tên nhóc dẫn đến nhà của một quý tộc để lừa lọc cả hai mẹ con nhà này nghe việc offen là một quý tộc đang kinh doanh thuốc ngủ thì đã xin phép ra ngoài offen từ đầu đã méo hiểu kế hoạch là gì thì bị lôi đến đây và bị bịa ra một đống thứ tào lao trên trời dưới đất nên bắt đầu dãy đành đạch lên đột nhiên cô con thứ của nhà này đi vào và cho biết cô đã nghe hết chuyện và biết cả ba là lừa đảo hai tên nhóc thì giả bộ là bị offen tẩy não còn cậu thì chứng minh được việc cậu là pháp sư khiến cô gái nhớ ra là trước cũng từng có pháp sư của Nanh Tháp đến đây gặp cha cô. Nhưng cha cô đã mất vào hai năm trước, cô nhớ mang máng là người đến gặp cha cô khá là cơ bắp và có mái tóc đen cột lại phía sau. Thầy của cậu lúc này cũng đã đuổi theo con rồng đến tận thị trấn này. Cô gái lúc này cũng cho Orphan biết là 5 năm trước thì cũng có một người đàn ông khá giống người cô vừa mô tả đã đến đây và giao cho họ một thanh kiếm. Và con rồng đột nhiên bay đến ngay chỗ dinh thự mà nhóm Orphan đang ở cậu đã chạy theo cô con gái và đến chỗ nhà kho mà mẹ và chị gái cô đang trốn cậu dùng phép để mở cửa và chạm mặt con rồng và cũng là chị gái cậu nhưng cô không hề để tâm đến người em trai này mà phun lửa để thiêu dụi chiếc hộp và lấy thanh kiếm đi những pháp sư đã đến và tấn công con rồng ở ngoài kia buộc offen phải lao đến đánh gục họ để giúp chị cậu thầy và những người khác đã dùng phép để tấn công thì cậu một lần nữa thi triển phép để chặn những đòn đó lại như cách cậu đã làm năm xưa con rồng sau đó phun lửa về phía offen thì cậu đã dùng chiêu thức để chặn lại và phá giải nó quay lại quá khứ ở phía bắc lục địa chính là nanh tháp nơi các pháp sư tụ tập lại để cùng nhau sinh sống và tập luyện những người mạnh nhất tại đây là trai mừng và những học trò của ông và offen trước đây là một trong số năm học trò của ông ông hàng ngày chỉ dạy học trò và cho họ dùng những phép tốt nhất để tấn công ông nhưng mọi chiêu thức đều bị ông phá giải một cách dễ dàng chị của offen là azali và là người được mang danh là pháp sư hỗn mang cô có sở thích phá bĩnh bạn bè và cũng là học trò giỏi nhất của trai mừng chiêu thức của cô khiến xung quanh cũng phải rung chuyển thế nhưng phép của trai mừng vẫn có thể chặn đòn được Ofen muốn cô kiềm chế lại chút nhưng cô thích nghiêm túc như này hơn. Thế là cô đã bị thầy khuyến mãi cho cái bản kiểm điểm thứ 50. Ofen sau đó bị Azali nhờ viết kiểm điểm thay, cô không thích viết nên cậu muốn cô bớt gây rối lại là khỏi phải viết. Bạn bè cũng khuyên Azali nên hạn chế gây rối vì lớp của thầy trai mình đã bị những lớp khác phàn nàn và nếu còn gây rối nữa thì họ sẽ phải giải tán. Một thanh niên trong lớp thì hay làm ra mấy cái phát minh tào lao đã mang đến một con robot cậu ta mới làm. Thế là Ofen đã đứng ra làm người tiêu diệt những phát minh nhảm nhí. Lớp của cậu thời đó rất vui dù thường xuyên gây rối cho người khác và cũng hay chọc ghẹo nhau. Quay về hiện tại, Offen đã ở trong nhà giam cùng hai đứa nhóc, hay đúng hơn thì hai đứa này là người lùn. Cậu có thể thoát khỏi đây dễ dàng nhưng không muốn trở thành tội phạm truy nã nên chưa muốn đi. Cậu và con rồng đó đều là những pháp sư đến từ Nanh Tháp, đa phần người ở đó đều là trẻ mồ côi và cậu bấy lâu nay đã đi tìm cách để biến Azali trở lại thành người. Cậu đã định từ bỏ thì Azali lại một lần nữa xuất hiện khiến cậu quyết phải tìm ra phép mà Azali đã dùng để đảo ngược lại một người bạn năm xưa là Hớt đã tìm đến để gọi Ofen đến gặp thầy. Cậu đã mặc lại bộ đồ cũ và Hớt cũng không ngờ là cậu lại lưu lạc đến đây. Cậu ta cũng là thư ký ở thị trấn này và cậu ta thừa nhận Ofen đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Lúc đến gặp thầy, ông thấy cũng đã 5 năm trôi qua. 5 năm trước, lúc thầy cậu vẫn đang bất tỉnh thì toàn bộ pháp sư đã quyết định tổ chức một lễ tang. Ofen đã tức giận vì cậu cho rằng họ đang phủ nhận việc Azali còn sống và quyết định chối bỏ cô bằng cách làm ra lễ tang này cậu đã pha cái quan tài rỗng đó và cho rằng Azali là pháp sư mạnh nhất nanh tháp từng có. Cho nên cậu sẽ đi tìm cô bằng mọi giá, còn nếu họ muốn chôn ai thì hãy chôn cậu. Cậu sẽ vứt bỏ cái tên cũ của bản thân và chọn cái tên Ophe này để đi tìm Azali. Hớt muốn cản cậu vì cậu là người giỏi nhất lớp, nhưng cậu chỉ đứng đầu vì Azali chẳng bao giờ làm bài kiểm tra. Thầy cho biết ông và Azali đã làm thí nghiệm để kích hoạt thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đã mất kiểm soát và biến Azali thành rồng. Cậu hỏi lý do thanh kiếm ở đây thì ông trước khi bất tỉnh đã giao kiếm cho một học trò cất giữ, người đó đã mang thanh kiếm đến đây để nhờ gia đình quý tộc đây cất hộ và có vẻ bản năng muốn trở lại làm người trong con rồng đã đưa nó đến đây để lấy thanh kiếm đi. Chairman cho biết để bắt được Azali, một người thành thục cả hắc lẫn bạch phép thuật thì họ cần một hắc pháp sư chuyên về chiến đấu như Orphan. Cậu từ chối giúp họ giết Azali, thầy không ép cậu nhưng cậu là người tốt nhất ông có thể nhờ cậy. Hớt cũng cho rằng cậu có thể khôi phục lại thanh danh và trở về nanh tháp nếu cậu giúp họ thì cậu vẫn không cam lòng lắm. Mừng cho biết ông đã cài định vị lên thanh kiếm trước khi con rồng lấy nó đi nên giờ cậu không đi chung với ông thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại được Azali. Ông sẽ lên đường vào tối nay nên cậu thích thì cứ đến. Cậu sau đó đã về quán trọ để dọn đồ, cậu hứa với Magic là sẽ sớm trở lại trả tiền trọ. Cậu sau đó đến nhà quý tộc kia để sửa lại nhà kho giúp họ. Cô con gái đã trả công cho cậu bằng chiếc nhẫn ma pháp này, cậu nhận ra chiếc nhẫn này là của Azali trước đây. Trên đó có khắc ma pháp giúp cậu chặn được một đòn tấn công duy nhất. Cậu biết chiếc nhẫn này đã được gửi đến đây cùng thanh kiếm và quyết định sẽ lên đường đi tìm Azali cậu sẽ cứu và đưa cô bỏ trốn trước khi những pháp sư khác lấy mạng chị ấy. cậu sau đó đã lên đường và đến hội quân với những pháp sư khác. lúc đến gặp mặt, cậu cũng đã gặp lại comic thanh niên với những phát minh quái gở năm xưa. cậu ta cũng đã thay đổi không ít và cậu biết trong chuyến lần này cậu sẽ không được để cảm xúc cũ xen vào mà bằng mọi giá cậu phải cứu được Azali. trên đường đi, offen nhận thấy cha mình đã đưa theo một bạch pháp sư để phong ấn Azali. cậu biết ông đã lường trước thương vong trong chuyến này và cho rằng ông chấp nhận để cả đoàn chết để đổi lấy việc ít nhất sẽ có một người giết được Azali. Trong lúc đó, cô con gái quý tộc và hai đứa lùn đã bám theo sau. Hai đứa lùn thì muốn bắt Azali để đem bán lấy tiền còn cô con gái thì chỉ muốn giúp offen Đột nhiên cả ba bị một con gấu phát hiện nên đã hét lên. offen lúc này đã cùng cả đoàn dừng chân nghỉ một lúc. Cậu thấy đoàn này toàn là những người mạnh. Và mạnh nhất chắc chắn là trai mừng. Cậu không biết bản thân có hạ được hết họ để cứu Azali hay không. Thế là cậu quyết định bỏ đi trước. Cậu cảm nhận được sự hiện diện từ Azali nên đã chạy đi và hét lên để gọi tên cô cậu càng cảm nhận được rõ hơn nên đã chạy đi tìm và tiếp hết tên Azali. Đột nhiên một đợt lửa tràn đến và thiêu rụi một mảng rừng, cậu nghĩ Azali đã dọn đường cho cậu đến thì con rồng đột nhiên phun lửa về phía cậu. Ofenko né tránh để tiến lên thì gần như vô vọng, vì sức mạnh của cậu không thể nào đọ được với Azali. Cậu chỉ còn biết dựng khiên để chặn đòn thì đúng lúc này, trai mình cùng các pháp sư đã tìm đến. Comic đã đến hồi phục cho cậu còn ông Bạch pháp sư đi chung thì đã lao ra cố phong ấn Azali, nhưng ông ta chưa làm xong thì đã bị khạc lửa cho bay màu, họ đành phải tách ra và tung phép và azali offen đã để ý thấy thanh kiếm và quyết định lao nhanh đến để cướp lấy nó cậu cầm kiếm chạy đi để azali bám theo cậu Chai mình đã cho hớt đuổi theo offen để rồi comic là người tiếp theo bị thiêu dụi hớt đuổi theo và cho offen biết việc comic đã mất mạng nếu cậu chỉ giúp đỡ họ thì comic đã không chết và rằng việc cậu đang cố làm là vô ích vì chỉ mỗi azali biết cách dùng đến thanh kiếm offen nhất quyết không về nên chẳng còn cách nào khác ngoài chiến đấu với hớt cậu ta đã khiến bóng tối bao phủ vào offen và lao đến tấn công nhưng cậu đã dùng phép để hóa giải đúng lúc này thì ba đứa kia chạy đến và gõ nhầm vào đầu hớt cậu đã giúp họ xử lý con gấu và quyết định sẽ giúp hớt vì đây có thể là điều cậu thấy đúng đắn cậu sau đó quay lại thì thấy con rồng đã xử lý toàn bộ và chỉ còn mỗi chai mình cậu đã đến hỗ trợ ông và rồi cùng ông đánh trả chai mình vừa có khoảng trống thì định tung chiêu hạ con rồng nhưng cậu lại chặn đòn thế là ông ta tiến đến và đâm cậu một nhát để rồi tự mình tung chiêu hỗn mang để diệt con rồng hoàn toàn Ông ta sau đó đã chữa cho Offen và để cậu tự mình đến chỗ xác con rồng còn ông ta thì cùng hớt trở về với thanh kiếm. Offen dường như nghe được những lời chăn chối cuối của con rồng và nhận ra gì đó. Sáng hôm sau, cậu đã đến chờ ở con đường mà trai mừng sẽ đi qua, cậu đã gọi trai mừng ra gặp mặt. Cậu biết ông ta thật sự là ai, cậu đã nhận ra linh hồn bên trong thân xác đó thật ra là Azali chứ không phải trai mừng. Biết bản thân bị lộ nên Azali cũng lật bài luôn. Cô biết Offen là người duy nhất nhìn được con người thật của cô và cô cũng đã hy vọng cậu ngày nào đó sẽ trở thành đồng đội của cô cô thừa nhận bản thân năm đó đã thí nghiệm thất bại và mất ý thức rồi hóa rồng bay đi năm năm sau lúc Chai mừng tỉnh lại và đuổi theo cô thì cô đã nhận ra và hoán đổi ý thức với trai mừng cô không biết thanh kiếm ở đâu nên đã để ông tự tìm giúp cô thanh kiếm này có thể biến người bị chém thành bất cứ hình dạng gì nên cô muốn trở về hình dáng cũ và ở bên orphan nhưng cậu cho rằng cô đã phản bội lòng tin của cậu nên cậu sẽ chống lại cô vì cô đã giết Chai mừng ông đã giao lại nhiệm vụ đó cho cậu trước khi chết Cả hai sau đó lao vào giao chiến thì Azali cứ nghĩ bản thân đã chém chúng thì nó lại hụt và để bị Offen đánh trả. Cậu cho biết bản thân đã nuốt cái nhẫn đó và nó quả thật đã bảo vệ cậu sau một đòn. Cậu sẽ lấy thanh kiếm đi và cô có thể giữ cơ thể của trai mừng, nhưng cậu dám chắc cơ thể đó sẽ không còn trụ được lâu. Cậu đã định lấy thanh kiếm đi nhưng cậu đã cho Azali biết việc trai mừng đã hy sinh thân mình vì cô. Ông đã đuổi theo cô là để giúp cô trở lại bình thường và lý do ông không phản kháng mà để cô hoán đổi ý thức là vì muốn cứu cô. Azali quyết tâm sẽ trở thành một người xứng đáng với trai thế là cậu đã bỏ thanh kiếm lại. Phim đưa ta về lại năm xưa, lúc Orphan đang còn sống ở Nanh Tháp, cậu đã cùng bạn bè có những ngày quậy phá ở đây. Cậu thường đi cùng một Azali chuyên gây rắc rối, và cô bạn Tis và cũng là người của ban kỷ luật phải thường xuyên đi giải quyết. Do trai mình lúc đó ít khi ở trường nên Tis luôn phải quản lý cái đám phá phách này, cô đe dọa Azali là nếu còn gây gỗ thì sẽ bị phạt 100 cú đánh. offen thời đó thì chẳng phá phách mấy nhưng vì đi cùng Azali nên cũng hay bị Tis nhắc nhở. Hớt sau đó chạy đến báo là mới tìm được vài cô thì bị Tis đe dọa là cấm cậu ta đến gần cô gái nào nữa, vì cậu ta gặp ai cũng bắt chuyện rồi lẽo đẽo bám theo. Đúng lúc này thì Comic tìm đến, cậu ta bị Tis đấm cho một cú vì chạy ở hành lang. Chuyện là Comic lại đang gặp rắc rối với phát minh của cậu ta, Comic dẫn hai đứa bạn ra sân. Nơi phát minh của cậu ta đang khiến mọi người gặp rắc rối khi nó có thể phản lại đòn ma pháp. Hớt đã tiến lên để dùng phong thuật thì bị nó phản lại mà thổi bay đi mất. Offen đã phải bước lên và dùng quang ma pháp để khóa tay nó lại và Tis từ trên cao đã tỉa thêm một phát để xử lý nốt. Sáng hôm sau, Azali đã đến gọi Offen để cùng đi một chuyến. Lúc lên xe ngựa để đi, cậu vẫn chưa biết họ sẽ đến đâu. Và khi nhìn qua một lúc thì cậu biết Azali đang dẫn cậu về nhà một chuyến. Cả hai sau đó đã về lại thị trấn xưa, nơi mà họ đã được gửi vào trại trẻ. Cả hai sau đó đã quay lại trại trẻ năm xưa. Azali nhớ về ngày Offen được gửi đến. Lúc đó cô và Tis vẫn còn là bạn bè ở đây và rất thích thú khi Offen đến cậu và hai cô chị này đã cùng nhau có nhiều kỷ niệm ở đây. Cho đến một ngày thì cả hai đều bị đưa đến nanh tháp và cậu đã không còn gặp cả hai cho đến lúc cậu cũng được đưa vào đó. Cả hai sau đó đã đến thăm mộ của những người quen. Và đột nhiên khi offen quay lại thì Azali đã đi mất. Cô đã vào một ngôi nhà đổ nát gần đó và đúng lúc offen đi ngang qua. Cậu đã gọi Azali mãi nhưng chẳng thấy có gì hồi đáp lại. Đột nhiên có người gọi tên cậu và bảo cậu đến chạy mồ côi để cứu chị cậu. Cậu sau đó quay lại thì thấy im ắng nên biết cậu phải cảnh giác khi tiến vào. Cậu vừa đi vào thì đột nhiên bị gạt ngã và làm mất con dao. Một sinh vật lao đến thì bị cậu dùng phép tiêu diệt. Cậu tiến vào thì bị một cái xô rơi vào đầu, lúc đi lên cầu thang thì cậu bị một cái khăn nữa rơi vào đầu mà giật mình, lúc tiến vào phòng, cậu thấy hình ảnh của Azali đã bị hại và một bóng ma xuất hiện để tấn công cậu. Cậu đã tức giận và cũng chẳng thể thấy đòn tấn công vì bóng ma gần như đứng yên. Cậu rất lo cho Azali nhưng giờ cậu chỉ còn một cách và cậu biết cả căn nhà này sẽ không trụ nổi trước chiêu sắp tới của cậu. Cậu sau đó đã dùng phép gọi là chiếu tâm khiến cả căn nhà sụp đổ. Azali gần đó cũng đã phải bất ngờ vì cô đã thua trước Offen. Tối đó, cô đã mang đồ đến cho Offen. Cậu bất ngờ vì cô vẫn vô sự và cô còn gọi cậu trở về như chưa có gì xảy ra. Cậu biết ngay là Azali bày trò phá cậu do cái xô và cái khăn cũng từng bị Azali bày trò với cậu trước đây. Cô vừa như không biết gì nhưng cậu thì rất tức giận với Azali. Cậu biết Azali đùa cậu hơi quán trớn rồi. Và dám chắc vụ con robot của comic làm loạn cũng là do Azali nhúng tay vào. Cô đã trả lại giao cho Offen khiến cậu chắc chắn việc chính Azali bày trò. Azali đã cảm ơn offen vì cậu đã lo lắng cho cô cả hai sau đó đã ra về và Azali cho rằng nếu sau này chuyện này thật sự xảy ra thì cậu nhớ hãy đi tìm cô bằng mọi giá quay về hiện tại offen vẫn nhớ đến lúc cậu tha mạng cho Azali cô quyết tâm sẽ đi tìm lại chính mình còn offen lúc này thì biết có hai đứa đang ở sau xe ngựa của cậu cậu bảo cả hai ra mặt và đố là cô tiểu thư và magic cậu đã biết cả hai mò lên từ lúc cô tặng cái xe ngựa này cho cậu offen hỏi cả hai đi theo làm gì cô tiểu thư thì muốn ngắm nhìn thế giới và đã để lại thư cho mẹ còn magic muốn học phép từ offen và sẽ trả tiền học phí cho cậu magic đã bàn trước với cha nên cậu cứ yên tâm magic cũng biết cô tiểu thư đây do cả hai cùng học chung ở trường magic đã hỏi offen định đi đâu thì cậu cho biết cậu sẽ quay lại nanh tháp có việc trên đường đi cả ba đã đến được rừng Fenir. khu rừng này có rất nhiều loại sinh vật nguy hiểm và muốn đến được nanh tháp thì chỉ còn đường là đi qua đây lúc Claire đi tắm cô đã nhờ magic canh chừng giúp nhưng cậu ta lại tranh thủ dùng phép để nhìn trộm cô Cô cứ cảm thấy có ai đó theo dõi nhưng Magic cho rằng là cô đang tưởng tượng. Offen đã phải đến để dạy lại Magic vì lại đi dùng phép cho mấy trò vô bổ này. Cậu sau đó rời đi thì Claire hỏi chuyện gì bên kia. Magic quay ra bảo không có gì thì vô tình nhìn thấy mà bị cô ném đá vào đầu. Lúc tiếp tục lên đường, Offen không tin là cậu phải mất 3 năm để dùng được phép mà Magic chỉ cần 2 tuần từ khi cậu dạy. Chắc là cái tên nói lên tất cả, cứ đà này thì Magic sẽ thành pháp sư chỉ trong một năm. Claire thấy Magic giờ bắt đầu ăn mặc nhìn như Offen, Ừ thì đây là đồ của Orphan mà lại. Với cả Clay cũng đang mặc quần của cậu, cậu biết thừa là cô đã sửa lại nó để cùng cỡ. Giờ họ muốn đến nanh tháp thì cũng cần vượt qua khu rừng này và mất 3 tuần đi đường nữa. Đi một đoạn thì offen đổi hướng đi vòng lại vì muốn né cái trạm quan sát kia. Nếu họ bị phát hiện là pháp sư thì sẽ bị báo cáo lại cho nhà thờ. Nhà thờ là tổ chức tôn giáo có ảnh hưởng ngang với cả hoàng tộc và chúng cực kỳ ghét pháp sư. Tối đó, lúc dừng chân lại trong rừng thì offen thấy thức ăn cậu chuẩn bị đủ cho chuyến đi vậy mà lại sắp hết vì hai đứa ăn trực em mùng thì bảo biết nấu ăn mà nấu lên thì chả ai ăn nổi. Magic muốn cả hai đừng cãi nhau nữa nên đã vào rừng kiếm đồ ăn. Và rồi Magic bị lạc và bị rắn tấn công. Cậu ta đã dùng khiên phép và chặn được con rắn thì bị một cô gái phát hiện. Cô sau khi biết Magic là pháp sư và còn có sư phụ gần đây thì đã khuyên cậu cùng sư phụ đó rời đi. Cô đang bị khu rừng này kiểm soát nên không rời khỏi đây được. Cô cho rằng nơi này rất nguy hiểm và họ nên rời đi sớm nhất có thể. Cô là Fiona và sống ở một ngôi làng mà người ngoài sẽ không bao giờ tìm được cậu muốn xin ít thức ăn từ làng của cô thì họ đã kéo đến đây vì nhóm của Magic đã xâm nhận khu rừng trái phép. Fiona cố bảo vệ cho Magic thì họ cũng đã cho người đến ở bên phía Orphan Nốt rồi. Fiona là nữ tu của ngôi đền nên nếu không nghe theo họ thì cũng sẽ bị trừng phạt. Orphan bên kia đã chống lại dân làng và còn phải bảo vệ cả Grey. còn Magic bên này thì đang được Fiona bảo vệ. Nhưng cậu đã đọc phép một cách lươn lẹo để họ không nhận ra và khiến con rắn rơi xuống để đánh lạc hướng nhằm chạy đi. Nhưng dân làng này có hàng nóng và Magic do không lường trước mà đã dính đạn, Offen bên kia thì đã xài phép để đánh bại dân làng và biết Magic cũng đã bị bắt nên đi cứu. Hai đứa lùn lúc này cũng bị bắt vào làng và chúng là hai đứa đã chỉ điểm để dân làng đến tấn công nhóm Offen. Chúng hiện đang bị bắt làm lao công ở đây và sẽ sớm tìm cách để chuồn đi. Còn với Offen, cậu sớm tìm thấy ngôi làng và nhận thấy có vẻ Magic đang bị giam ở cái tháp kia. Cậu đã nhận ra cờ của làng là theo tín ngưỡng rồng, ở thế giới này có hai tín ngưỡng. Tín ngưỡng các vị thần và tín ngưỡng rồng, và tín ngưỡng rồng là kẻ địch của các pháp sư cô không hiểu sao biểu tượng của pháp sư là rồng mà lại bị tín ngưỡng rồng ghét nên cậu đành kể lại năm xưa sáu chủng tộc rồng mạnh nhất đã cùng nhau sinh sống và đánh cắp ma pháp từ các vị thần và đứng đầu trong sáu tộc là tộc thiên sứ rồng họ đã sản sinh ra con người và pháp sư thời nay có thể xem pháp sư là nửa người nửa rồng thiên sứ năm xưa dù đã tạo ra loài người nhưng lại cho rằng pháp sư là những cá thể đã đánh cắp quyền năng từ bản thân nên tổ chức ra sự kiện săn pháp sư khi thiên sứ biến mất thì cuộc săn cũng hết và chỉ có vài người cổ hũ vẫn còn lối tư tưởng của thiên sứ nên đã lập ra tín ngưỡng rồng để đối địch lại với pháp sư đột nhiên một luồng sức mạnh xuất hiện ngay giữa làng và ofen phát hiện ra thứ xuất hiện là chủ của khu rừng này fenia dân làng gọi nó là chủ nhân và đến thờ phụ ofan biết bản thân phải vượt qua con sói để đến được tháp cậu đã nhờ Clay đến trạm quan sát và báo cáo cho họ chuyện ở đây cậu sau đó đã bị tên trưởng làng phát hiện và chĩa súng ofen nhanh chóng chạy đi và sớm bị dân làng vây lấy cậu buộc phải dùng phép đánh trả thì bị một dao vào tay và con sói cũng đã tiếp cận sau lưng cậu. Nó hỏi cậu có sẵn sàng đánh đổi để lấy sức mạnh bảo vệ những thứ thuộc về cậu hay không, cậu sau đó chóng váng mà ngất đi. Còn Fiona sau đó đã thông báo với dân làng về lời của con sói đã nói cho cô. Cô chỉ nói ra điều mà họ muốn nghe còn sự thật thì đã che giấu đi, cô sau đó đã nói vài thứ cho offen rằng cậu đừng nên chống lại tên trưởng làng. Cậu sau đó tỉnh lại ở nhà giam, ông ta hỏi gì thì cậu cũng chẳng nói. Một người nữa là Salu đã tìm đến và cho biết offen là một hắc pháp sư của nanh tháp, nhưng ông ta cho rằng có là hắc pháp sư thì cũng chịu thua trước khẩu súng này. Ông ta ngày mai sẽ bắt đầu tra khảo Ofen, Salu sau đó thấy Fiena đang đưa thức ăn đến cho Magic. Hắn biết cô đã nói sai lời của con sói trước đó, nhưng hắn biết cô vẫn đang làm điều tốt nhất cho dân làng, Magic lúc này đã tỉnh lại. Cậu không ngờ bản thân bị bắn vậy mà vẫn sống được, lý do cậu còn sống là vì cô đã kịp dùng phép chữa trị trước khi quá muộn. Fiena vốn sống ở trong căn nhà này một mình và không có bố mẹ, việc duy nhất của cô là chấn tĩnh dân làng chỉ xuất hiện đúng lúc và nói đúng thứ cần nói, việc cô cứu Magic là việc cô làm theo mong muốn của cô. Đúng lúc này thì tên trưởng làng tìm đến, ông ta muốn Fiena dọn đồ để chuẩn bị cùng cả làng rời đi. Ông ta cho rằng bản thân là người đã thu nhận cô lúc cô lạc trong rừng, nhưng cô mới là người đi tìm ông ta nên ông ta lại cho rằng khu rừng đã ban cô cho ông ta, Magic đã bất bình và cho rằng cô không thuộc về ông ta. Ông ta rút súng ra thì bị cô khóa tay lại, ông ta đành chiều theo ý cô và cất súng đi rồi bảo cô soạn đồ sớm đi. Magic một mực vẫn muốn đưa Fiena đi chung. Thế là cậu nhớ ra việc là phải đi tìm lại Orphan và Gay. Nhưng Fiona đã đưa Magic đến gặp Orphan trong nhà giam, cậu đã bị Fenia tấn công tâm trí nên giờ không đi nổi. Đây là cậu còn được tập luyện cho cách đối phó từ trước chứ người thường thì chắc giờ tâm trí đã vỡ vụn rồi. Magic cho rằng cậu bị bắt là do chưa đủ giỏi, còn bản thân thì đã tìm cách để cứu Fiona. Orphan biết thừa là Magic đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt gái, cậu cũng đã cảm ơn Fiona vì cô đã chữa tâm trí cho cậu lúc nãy. Fiona sau đó đã quay về ngọn tháp, còn Offen thì rất tức giận vì chính hai đứa lùn đã khai ra cho cái làng này thông tin về nhóm của cậu để rồi rơi vào cảnh này. Cậu định xử cả hai đứa thì Magic đã cản lại. Đúng lúc này thì tên Salu xuống đây, hắn đã rút dao ra và lao đến chỗ Offen. Magic cản lại thì bị ném qua một bên. Hắn sau đó đã giao chiến với Offen và thấy cậu chỉ giả vờ là không thể di chuyển được. Và sau một lúc giao chiến thì hắn đột nhiên biết được cái tên trước đây của Offen, còn Claire lúc này đã dẫn kiểm lâm đến đây, nhưng họ không dám vào vì nhà thờ đã dặn là phải tránh xa nơi này thế là Clay đành tự vào một mình. Còn lý do Salu biết đến Offen là vì 5 năm trước, cậu được hứa hẹn sẽ là người kế thừa trai mình với tài năng của cậu. Hắn sau đó cũng rút ra thanh kiếm của mình, Offen nhận ra hắn là tử thần sư, là những sát thủ của phe nhà thờ. Chuyên được giao nhiệm vụ xử lý những kẻ chống đối lại nhà thờ, cả hai đều không biết tại sao đối phương lại ở cái nơi hoang vu này. Chưa ai trả lời nên Claire đã đánh ngất Salu để đỡ mất thời gian, cô đã mang mấy tên kiểm lâm đến nên cậu nhờ cô ra bảo đám kiểm lâm dọn đường cho cậu đi. Cô từ chối vì biết cậu sẽ lại bỏ cô đi, nhưng Fiona đã tìm xuống đây và điều khiển để Claire làm theo lời Orphan. Cô sau đó nhờ Orphan đưa những người đang bất tỉnh ở đây đi, còn cô sẽ ở lại và đi theo dân làng. Cô vốn đã biết Salu là tử thần sư vì từng nhìn vào tâm trí hắn. Cô muốn Orphan cứu Salu là vì Salu là người duy nhất đối tốt với cô ở trong làng này. Salu đến đây là để ám sát tên trưởng làng, vì hắn từng là người của nhà thờ nhưng đã trốn đến đây. Cô vốn được đưa đến đây để xoa dịu Fenia nhưng tên trưởng làng lại được cả làng này tín nhiệm và họ đã tích cực chế tạo ra súng để đối đầu với pháp sư dù hoàng gia đã cấm việc sử dụng súng. Cô biết tên trưởng làng đang lợi dụng cô để tìm trái tim của khu rừng, nên chừng nào tìm được thứ đó thì ông ta sẽ loại bỏ cô. Nên cô muốn cứu những người quý giá nhất với cô trước khi chuyện xấu xảy ra, cô không sợ chết nếu đó là định mệnh của cô, vì cô cũng đã có được bạn bè. Offen chán cái câu trả lời đó nên đã từ chối yêu cầu của cô. Vì giờ cô còn chẳng thể thoát được khỏi tay cậu thì đừng có mà cố tỏ ra mạnh mẽ salu sau đó đã tỉnh lại và offen bảo là muốn giao kèo với hắn cậu sẽ trả kiếm miễn là hắn dẫn cậu đến chỗ tên trưởng làng trong lúc đó magic đang ở chung với fiena để bảo vệ cô offen lúc này đã cùng salu đến nhà của tên trưởng làng cậu muốn biết ông ta đang âm mưu gì với trái tim của khu rừng cậu sẽ thương lượng và cho ông ta cái tên của kẻ đang muốn lấy mạng ông ta salu biết cậu đang phản bội lại hắn nên lao lên thì bị cậu thổi bay tên trưởng làng rút súng ra bắn tê thì bị cậu né và bắn lại một chiêu vào súng ông ta cần sức mạnh để vượt qua tộc rồng vừa bóp cò thì khẩu súng đã phát nổ. Ông ta đã chết và chỉ kịp cho Ofen biết là nhà thờ đang che giấu một thứ rất kinh khủng có khả năng hủy diệt cả lục địa. Salu thấy bản thân cũng đã xong việc nên lên đường trở về. Còn Claire lúc này chẳng thể thuyết phục được Kiểm Lâm, cô muốn chờ bạn bè ở đây. Đột nhiên một con chó nhỏ chạy ra chỗ của Claire, Kiểm Lâm đã đuổi đánh nó thì nó nhảy lên người cô. Họ cho biết nó là con của Fenia, biết Fenia gần đây nên họ đành trốn đi trước. Còn dân làng đã phát hiện trưởng làng mất mạng nên muốn Fiena dẫn dắt họ nhưng Offen cho rằng họ nên tự biết đưa ra quyết định, nhưng họ không nghe cậu mà còn quyết định đuổi theo Offen để ép cậu dẫn đường đến trái tim của khu rừng. Fiena và Magic chạy ra thì thấy cậu đang bị đuổi theo nên đành phải đi giúp. Fenia đã cho Fiena chút thời gian để rời khỏi đây trước khi nó xử lý hết cả cái làng này. Cô đã chia ra với Magic, còn Offen hiện đang phải trốn. Cậu vừa ló mặt ra đã bị một tên bắt gặp, thế là cậu hạ gục tên này rồi lấy luôn súng. Cậu sau đó gặp lại Magic và đi cùng cậu ta, cả hai sớm bị lùa lên nóc nhà và bị bao vây lại đây. Salu đã đến đón Fiena thì cô không muốn đi vì còn việc phải làm. Offen cho biết là cậu dùng được phép dịch chuyển, nó khá rủi ro nhưng chỉ dịch chuyển được 10 mét. Thế là cả hai đành dùng thử và rồi dịch chuyển được sang nóc nhà bên cạnh. Cả hai tạm thời trốn được và gặp lại Claire thì đột nhiên Fenia tìm đến. Nó bắt đầu phá hủy ngôi làng buộc nhóm Offen phải chạy đến ngăn lại. Cậu lấy con của nó ra đe dọa thì nó không quan tâm mà cho cậu làm gì thì làm. Vì nó có thể dùng phép hồi sinh, nó vốn dĩ đã cho ngôi làng cơ hội khi giao Fiena đến đây cô là một xác chết được nó hồi sinh trở lại và đưa đến giám sát làng nó đã rất tức giận việc tên trưởng làng âm mưu đụng đến trái tim của khu rừng giờ tên trưởng làng chết thì cả làng lại mưu đồ giống như ông ta nên nó phải trừng phạt thẳng tay cậu sẽ không để nó làm vậy nên sẽ ngăn lại bằng mọi giá cậu sau đó rút súng ra bắn vài phát nhưng chẳng có tác dụng con sói đã tấn công lại cậu bằng phép tâm trí nhưng cậu đã kịp dùng phép để phá giải cậu biết năng lực của con sói là tấn công thông qua ánh nhìn nên cậu chỉ cần hạn chế tầm nhìn của nó là phá giải được cậu sau đó bảo Magic dùng phép khúc xạ ánh sáng như cách cậu đã dùng để nhìn lén Kè. Cậu ta tạo ra một vùng khúc xạ xung quanh con sói, đủ để Orphan ném khẩu súng vào rồi dùng phép khiến khẩu súng phát nổ. Con sói đã gục nhưng nó đã quyết định bỏ qua cho offen và để nhóm của cậu đi. Nó đã từng gặp trai mình và quyết định giữ lời hứa với ông về việc bỏ qua cho cậu lần này. Nó vẫn chấp niệm với việc xử cái làng này thì Fiena tìm đến. Cô cũng có một phần sức mạnh từ nó và cô quyết hy sinh thân mình để bảo vệ cái làng này. Con sói biết nó không còn kiểm soát được Fiena nữa nên sẽ xử cô luôn nhưng Clay đã đứng lên và dơ sói con lên, nó đã trục xuất Fenia về lại khu rừng. Fenia đã cảnh cáo họ về việc làm xáo trộn khu rừng và rằng sự tự do của họ sẽ không phải là vĩnh cửu. Sáng hôm sau, hai đứa lùn đã ra khỏi nơi ẩn náu, chúng nghĩ là Ofen đã bị Fenia thiêu rụi, nhưng cậu đã tìm đến để nhắc chúng nhớ việc trả nợ, còn Fiena thì đã cùng dân làng rời đi nơi khác. Cô đã cảm ơn Magic và Ofen vì giúp cô thoát khỏi kiếp thuộc hạ của Fenia, cô hy vọng Magic sẽ trở thành pháp sư tuyệt vời. Nhóm Ofen sau đó đã lên đường và Magic vẫn thấy lo cho Fiena, nhưng Magic vẫn muốn trở thành pháp sư hơn. Claire sau đó chạy ra và cô đã mang cả con sói con đi theo, Orphan thấy chưa gì đã có thêm một miệng ăn. Trên đường đi, Orphan mơ về lời mà hiệu trưởng đã nói về định mệnh của cậu, rằng cậu sẽ vượt qua người thầy của mình, Chaiman, cậu đã bật dậy và nghi ngờ về lời vừa nhớ ra đó. Không lâu sau thì cả ba đã chính thức thấy được nanh tháp. Magic tin đó là nơi cậu sẽ trở thành pháp sư thực thụ, ở trường lúc này. Người ta bắt đầu nghe tin đã có trưởng lão thứ năm bị sát hại, nếu cứ thế này thì toàn bộ trưởng lão cũng sẽ sớm bị giết. Ban điều hành muốn cấp tốc xử lý vụ án lớn này vì nó ảnh hưởng đến an nguy của Nanh Tháp, bất chấp phải dùng cả vũ lực cũng phải giải quyết bằng được vụ này. Người học trò cuối cùng của Chai Mừng là Ford lúc này nhận thấy mọi chuyện bắt đầu xảy ra kể từ lúc Chai Mừng lên đường đi tìm Azali. Tis đã chờ sẵn ở phòng của Ford và hỏi có thật là Azali đã bị hạ hay không, nhưng Ford muốn giải quyết vụ sát hại trưởng lão này trước tiên. Được mô tả thì hung thủ có tóc đen và khá gầy, có vẻ là pháp sư trong tháp. Ford đã nghe hớt kể về việc gặp được offen ở chiến tuyến bên kia và trai mình cũng đã mất tích nên Ford nghi ngờ Offen là hung thủ và việc cậu ra tay với các trưởng lão là để trả thù. Trong lúc đó, Offen đang tắm cho ngựa thì thấy Magic lại bị Clay hành do cậu ta chê đồ Clay nấu. Cô giờ đã thành thục sử dụng sói con để tấn công. Offen sau đó gặp rắc rối với kiểm lâm, họ dù biết cậu là pháp sư nhưng không muốn giao cho nhà thờ vì biết chắc là cậu sẽ bị đánh đến chết. Nên tốt nhất là cậu nên đi và họ sẽ vờ như chưa nhìn thấy cậu. Cậu sau đó ra về thì nhớ là quên mất cái dây hình rồng vừa quay vào lại thì ông kiểm lâm đã bị ám sát và trên tường là mặt dây của cậu cùng lời nhắn rằng kẻ kế thừa là ai hai đứa kia cũng không biết cậu đang suy tư việc gì đột nhiên chiếc xe ngựa bị bắn nổ bất thình lình magic và Claire phát hiện có một tên ở trên trời magic đã bắn phép vào hắn thì bị hắn bắn trả lại mạnh hơn nhưng con sói con đã chặn đòn giúp cả hai offen vẫn vô sự sau đòn vừa rồi và quay trở lại cậu đã gọi tên kia là nhãi danh nên hắn dùng phép dịch chuyển và xuất hiện ngay trước mắt cậu và bắn phép tinh thể magic và offen bị chầy chật còn clare thì vẫn được con sói bảo vệ Ofen biết tên này mạnh hơn cậu nhưng vẫn chưa mạnh bằng sói con, nên cậu bảo Gre phải cẩn thận và giữ chặt sói con. Cậu không biết sao hắn có thể dùng được phép dịch chuyển của Chai mừng thì hắn cho rằng có lẽ cậu không thật sự là kẻ kế thừa mà người ta đồn đại. Cậu nhận ra hắn là kẻ đã giết ông Kiểm Lâm. Cậu đã lao vào giao chiến thì hắn ao trình cậu toàn tập. Claire đã cho sói con tấn công thì hắn đưa thân ra hứng luôn và quay lại tấn công Gre. Nhưng hắn đã bắn hụt do so bị một con dao găm vào tay. Con dao đó là từ Tis phóng đến. Cô sẽ đưa Ofen đi nên tên kia cũng để lộ mặt luôn hắn bất ngờ thay khi lại có khuôn mặt của offen vào 5 năm trước. Tis sau đó đã đưa nhóm offen về nanh tháp và trên đường đi thì cậu cũng giới thiệu Tis với hai đứa em và giới thiệu hai đứa em với Tis. Cô cũng bất ngờ vì cậu đã thay đổi khá nhiều sau 5 năm, lúc đến cửa. Tis đã cho bảo vệ xem danh tính để bảo hộ cho nhóm offen vào trong. Cậu thắc mắc về an ninh chặt chẽ thì được biết gần đây có nhiều người bị ám sát. Ở thành phố này, các pháp sư ở tháp đa phần đều là những người sẽ có được quyền cao chức trọng. Nhà của các pháp sư được ban cho thì cũng thuộc hàng dinh thự. Nhìn nhà của trai mình đây là biết, trong lúc đó các trưởng lão đều nghi ngờ nhà thờ có nhúng tay vào vụ này còn offen thì biết mạng lưới thông tin của trai mình và của ford đáng ra giờ cũng đã phải phát hiện được kẻ ám sát ford đã rất chắc chắn kẻ đó là cậu ford lúc này đã gọi cho hớt cậu ta chỉ thấy cây kiếm dính máu ở thị trấn cũ và nghi ngờ là trai mình đã bị giết và hai kẻ làm được việc đó là azali và offen họ đều tin azali là con rồng đã bị hạ trước đó nên offen dĩ nhiên sẽ là nghi phạm Tis lúc này đã đưa nhóm offen về nhà riêng của cô đa phần pháp sư đều không có gia đình vì chẳng ai muốn gửi con cái đến cái trường có tỷ lệ học sinh tử vong cao như nanh tháp cả lúc vào trong Orphan gặp lại con mèo của cậu trước đây nhưng nó đã quên cậu mất tiêu rồi cậu thấy tis vẫn hay sưu tập mấy thứ kỳ dị cô đã chuẩn bị phòng cho cả ba magic và claire thì tranh thủ xem album hồi nhỏ của Orphan. cậu cho biết việc cậu cùng tis và azali là gia đình thân thiết nhất và tình cờ thì bị ném vào tháp rồi học chung một lớp tis sau đó có ra ngoài để đến tháp báo lại việc offen không phải hung thủ nhưng cậu không có ý về lại tháp khiến Tis nổi giận vì cậu và Ford đều cứng đầu như nhau. Tối đó, Offen biết là bản thân phải nói lại chuyện của Azali và trai mừng cho Tis biết, cậu biết Tis sẽ nổi giận khi nghe chuyện. Đột nhiên giọng nói của cậu vang lên và cậu đã đến đài phun nước và gặp phiên bản kia của cậu, kẻ mang gương mặt của cậu 5 năm trước. Kẻ đó xem bản thân là sát thủ của nơi này. Bóng ma quá khứ của Offen, kẻ mang cái tên cũ là Krillen. Tis lúc này đã cho Ford biết sự thật rằng thủ phạm là một kẻ mang diện mạo giống với Offen 5 năm trước và sức mạnh của kẻ này có thể xem là sánh ngang với người kế thừa mà người ta đồn đại, quay lại với Orphan. Greenland cho rằng hắn chính là bản thể học được tất cả mọi thứ từ Chaiman, từ phép thuật đến kỹ năng ám sát của ông. Kỹ năng ám sát là thứ duy nhất Orphan không kế thừa từ Chaiman, nên có thể xem hắn là người kế thừa mà đáng ra cậu phải trở thành. Phiên bản mà cậu đã chọn vứt bỏ từ khi cậu lấy cái tên offen đó. Greenland cho biết hắn phục vụ cho họ, và hắn tin cậu biết họ là ai. Xong việc thì hắn đã rời đi, Claire đã xem được hết sự việc, và sáng hôm sau, Tis thì chưa về. Orphan thì không muốn ăn. Và tên Krillen kia thật sự là ai? Clay quyết định đi tìm một người để giúp đỡ offen Năm năm trước, lúc offen rứt áo ra đi để tìm manh mối về Azali, cậu đã miễn cưỡng trở thành kẻ cho vay tiền để mưu sinh. Và giờ thì cậu nghi ngờ chính Azali mà cậu tha mạng chính là người đã tạo ra và sai khiến Krillen về đây giết các trưởng lão. Cậu sau đó gặp lại Tis. Cô đã giới thiệu cậu với hai học trò của cô. Ngay lúc offen giới thiệu bản thân thì hai đứa nhóc nhận ra là tối qua có hai người lùn đến đây xin ăn và bảo là người quen của cậu. Chúng không chắc nên đã nhốt hai đứa lùn vào nhà kho. Ofen biết hai đứa đó nên đã vào kho tìm, cậu gặp lại cả hai và cho rằng hai đứa lùn đang cố ăn trực nhưng cậu sẽ bỏ qua nếu chúng giúp cậu một việc. Tis lúc này nhìn món quà sinh nhật mà hai đứa học trò tặng thì nhớ là năm xưa cũng có một người bí ẩn đã tặng cô tầm mề đay có hình thiên thần y như này. Lúc đó nhóm của Ofen đã đặt ra luật là muốn mừng sinh nhật với người ngoài thì phải thông qua bạn bè, nhưng Tis còn không biết người gửi là ai. Cô thường hay luyện tập với ba đứa em là Ofen, Hớt và Comic. Cô nhận xét hớt tuy rất mạnh nhưng vẫn luôn thua offen còn comic thì chỉ nổi trội ở phép hồi phục. Còn lại thì yếu, Ford thì lại có khả năng mạng lưới thông tin chỉ thua mỗi chai mình và phép thuật thì chỉ thua ông và Azali. Tri thức thì vô biên nhưng thể lực thì có hạn. Offen thì thường xuyên được trai mình gọi đi luyện tập riêng, khiến Tis không hiểu sao Offen ngây thơ đến vậy mà lại là người kế thừa của trai mình. Lúc đang suy ngẫm ở thư viện thì Ford đã đến gặp, cậu ta từ lâu đã có tình ý với Tis. Dù cô đã từ chối nhưng tình cảm của Ford vẫn không thay đổi, Tis vẫn cho rằng Offen đang được Azali nung chiều quá mức nên cậu chưa thể phát huy được tiềm năng. Nhưng Ford nhắc cho cô biết rằng Offen vẫn đang tự giới hạn khả năng của bản thân để luyện tập với cô vì không muốn để cô bị thương. Thế là cô đã phải gọi Offen ra để đánh một trận nghiêm túc, cậu chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô lao vào đánh trước. Cô đã nói ra việc bản thân nhận ra cậu đang cố tình nhường cô lúc luyện tập nên cô nói thẳng là muốn được thấy khả năng thật sự của cậu. Thế là cậu đã gạt đòn của Tis trong chốc lát và đánh trả một cú khiến cô văng ra xa giờ cô mới nhận ra cậu mà nghiêm túc thì đúng là phù hợp với cái danh người thừa kế. Quay về hiện tại, Offen đã đến gặp Tis để hỏi vài thứ. Cậu thấy món quà bí ẩn năm xưa thì nhận ra chữ viết trên lời nhắn này là của Comic. Còn Claire và hai đứa lùn lúc này thì cũng nhận nhiệm vụ điều tra tên sát thủ về cho Offen, còn Tis thì cho biết cả tháp giờ gần như dừng hoạt động hẳn. Do Comic thì tử trận, Hớt thì làm thư ký ở thị trấn kia. Azali thì bay màu còn thầy Mừng thì biến mất suốt hai tháng này. Offen biết chuyện xảy ra nhưng chưa muốn nói. Tis còn cho biết sự việc đang leo thang khi Ford đã bị hạ độc trong trà. Cậu ta nhận ra nhưng đã không công khai vì muốn mình điều khiển cả tháp như cách trai mừng từng làm. Trong lúc đó, Claire và hai đứa lùn đang ngồi ăn thì một đám người áo đen đi đến. Greenland đã tự lộ diện và gây mê Claire cùng sói con để đưa đi. Offen biết bản thân phải nói ra sự thật với Tis nên đã cho cô biết người duy nhất có thể xâm nhập vào mạng lưới của Ford chỉ có cậu hoặc trai mừng. Cậu thì không thể là sát thủ vì bản thân cậu quá thảm hại để giết người, còn trai mừng thì sẽ chẳng thể trở về được. Hai đứa lùn sau đó về báo cho offen biết việc Clay đã bị bắt và bị đưa đến dinh thự của trai mừng. Cậu biết Greenland đang cố dụ cậu ra mặt. Magic muốn đi chung với cậu thì Tis từ chối. Cả hai cãi nhau nên offen bảo cả hai im lặng còn cậu sẽ tự đi. Magic vẫn bám theo và hỏi cậu là Greenland có lấy mạng Clay hay không. Cậu biết hắn sẽ không làm vậy nếu thực sự muốn dụ cậu ra mặt. Cậu quyết định sẽ một mình đi cứu Clay và chấm hết tất cả những chuyện của quá khứ. Cậu sau đó một mình rời đi. Magic muốn bám theo thì cậu học trò của Tis đã cho Magic biết năm xưa, tòa tháp vì muốn đào tạo ra những con người xuất chúng cho tòa án nên đã mời Chai mình về làm thầy giáo ông đã chọn ra những đứa trẻ tài năng nhất và rồi từ đó người ta bắt đầu coi trọng những đứa trẻ của trai mình Offen là người tài năng nhất và được Chai mừng truyền lại toàn bộ kỹ thuật và phép thuật của ông, thế nhưng cậu lại mắc điểm yếu là không thể giết người. Và khi cậu rời đi, tòa tháp đã lo sợ là sẽ có kẻ bám theo Offen và lôi kéo cậu về tòa án nên đã phái người đi theo. Họ đặt ra nghi vấn là Offen đã đánh bại kẻ bám theo đó và bỏ mặc người đó đến chết dù không biết rõ ràng ra sao nhưng magic tin offen không phải con người như họ nghĩ nên vẫn sẽ đi giúp cậu Tix cũng đi theo còn offen lúc này đã đến trước dinh thự của trai mừng ông từng dạy cậu là ai cũng sẽ có một điểm yếu để bị khai thác cậu vốn được xem là con người chỉ có duy nhất một điểm yếu là không dám giết người và bản thể sát thủ này của cậu thì lại khắc phục được điểm yếu đó nên cậu giờ sẽ phải đối đầu với một kẻ hùng mạnh không có điểm yếu nhưng cậu sẽ cố chứng tỏ với trai mừng rằng kẻ thù dù không có điểm yếu thì vẫn đánh bại được cậu sau đó bay lên và vào bằng nóc nhà thì Krillen đã chờ sẵn cậu ở đây. Cả hai sau đó liên tục bắn phép và phá tan tành nhà của Mừng. Orphan biết Krillen được tạo ra bởi Azali và cô muốn Krillen này bị Orphan đánh bại. Chỉ như vậy thì cậu mới khắc phục được điểm yếu duy nhất của cậu. Nhưng giờ Krillen đã có ý thức riêng. Hắn muốn đánh bại Orphan và trở thành kẻ duy nhất ở bên Azali. Cả hai sau đó lấy dao ra chiến đấu nhưng khi áp sát thì vẫn dùng phép. Cả hai sau đó tiếp tục dùng dao và cậu đã cắt một vết trên tay Krillen cậu cho biết bản thân đã nghĩ ra ba cách để đánh bại hắn. Cách vừa rồi là một nhưng cậu biết là nó sẽ không dùng lại được nữa. Cách hai là cậu đã bắn lưỡi dao ra da và rồi lao đến dẫm vào chân để khiến hắn ngã xuống, nhưng hắn đã dùng phép đánh trả khiến cậu không tránh kịp. Tis và Magic lúc này cũng đã đến và bảo cảnh sát để họ xử lý. Offen tỉnh lại dưới hầm nhà Chaiman. Creeland đã đi xuống tìm cậu và và cho biết Chaiman đã truyền lại cho Azali một thứ gọi là cỗ máy giết phù thủy. Nó là hình nhân và khi được khắc ký tự lên thì nó sẽ kích hoạt. Azali đã luôn quan sát cậu và rồi kích hoạt nó và điều khiển nó từ xa. Krillen sau đó lấy ra thanh kiếm, chính Azali đã chém hình nhân bằng thanh này và biến hình nhân thành hình dạng giống với Orphan. Cậu sau đó phát hiện Clay cũng ở phía sau và đang dính phép tê liệt, hắn biết cậu sẽ không bỏ Clay lạ mà chạy trốn. Thế là Orphan phải sử dụng đến cách thứ ba. Cậu lao đến tấn công, cậu khống chế thanh kiếm và tung một phép trực diện vào Krillen. Đây chính là chiêu mà Chaiman thường xuyên dùng để bón hành cho cậu và cậu đã không ngần ngại đạp gãy cổ tên hình nhân này vì cách cậu nghĩ ra là chiến đấu với tâm thế sẵn sàng giết người khi phát hiện hắn chảy máu mà không có biểu hiện gì lạ thì cậu đã ngờ ngờ nhận ra hắn không phải con người tis và magic lúc này đang dần dần tiến vào vì không biết offen đang ở đâu Krillen vẫn chưa chết hắn vẫn quyết tâm phải lấy mạng orphan để trở thành Krillen duy nhất mà azali cần cả hai sau đó đã tung phép mạnh nhất vào đối phương cả hai bên liên tục tung chiêu để đẩy lùi đối phương nhưng sau cùng thì orphan là người chiến thắng tis biết trận chiến đã kết thúc nên cũng đi nhanh hơn magic thì tranh thủ nhặt thêm một cuốn sách để mang theo Ofen lúc này đã đánh bại con hình nhân và gặp lại Azali. Cô cho biết bản thân không hề giết các trưởng lão mà là con hình nhân đã tự phát triển nhân cách riêng. Cô đã thu lại con hình nhân và cho Ofen biết là cô vẫn đang còn việc phải làm. Cô thấy Ofen đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ nhưng cậu cho rằng chẳng phải cô rất giỏi việc giết những kẻ cản đường cô hay sao. Vậy mà lại sợ ánh mắt của cậu, nhưng cậu là người duy nhất cô không thể giết. Chuyện cậu bỏ mặc người ta đến chết là có thật. Cô cho rằng cậu là người duy nhất được trai mừng toàn tâm huấn luyện để chống lại bạch thuật bằng phương pháp rèn luyện tâm trí và lý do ông làm vậy là để cậu có thể kiểm soát được cô người duy nhất giỏi bạch thuật trong lớp nhưng cậu không cho rằng trai mình có suy nghĩ đó cậu từ lâu đã chỉ muốn cô được sống thanh bình ở một nơi nào đó cậu có khuyên cô quay về với ánh sáng về với căn nhà mà tis đã chuẩn bị cho họ cô vẫn muốn offen theo cô vì cậu là người duy nhất để cô có thể thấu hiểu cô tin lần sau thì offen sẽ có câu trả lời cho cô thấy claire sắp tỉnh thì cô đã quyết định hẹn gặp cậu lần sau cô cũng chưa muốn gặp tis lúc này nên rời đi luôn tis và magic sau đó đã xuống đây và gặp lại offen Tối đó, cậu đã được đưa về băng bó lại. Những cậu đã phải nôn hết một đống đồ do Claire nấu ra, cô phải trốn ở ngoài cổng vì không muốn bị Offen đấm cho một trận. Azali ở ngoài cổng đã cho cô vài lời khuyên về việc hay mắc sai lầm là như thế nào. Toàn mấy câu triết lý nên tôi chắc mấy ông cũng chẳng muốn nghe đâu nên bỏ qua đi. Trong lúc đó ở tháp, một tên sát thủ đã xông vào và giết hại vài người nữa ở đây. Offen lúc này đã dọn đồ vì cậu muốn sớm rời đi, nhưng vừa ra đến cửa phòng thì cậu đã chạm mặt một tên sát thủ khác. Hắn biết cậu là ai. Đúng lúc này thì Claire và Magic đi lên nên cậu đã chuẩn bị phép để bảo vệ cả hai, nhưng tên sát thủ đã kịp rời đi, Claire sau đó có lấy món bánh cô mới làm ra cho Offen ăn. Cậu nhất quyết không ăn nhưng vẫn bị nhét vào họng trong lúc nói và chỉ biết nôn ra. Tis đã phải sang bảo họ ngậm cái mồm vào vì cô đã phải làm việc suốt hai ngày mà không được ngủ. Sáng hôm sau, Offen bảo là muốn rời đi sau khi cho Magic vào học ở tháp, cậu đã giải quyết xong vụ tên sát thủ và cho biết Krillend đó là một con hình nhân, nhưng cậu đã nói là không biết kẻ đã kích hoạt nó. Tất nhiên Tis nhận ra là cậu nói dối nhưng cậu vẫn nhất định sẽ không hé răng điều gì về Azali. Tis cho biết cô đã bảo lãnh cậu trở về tháp nên cậu có thể ở lại mà không phải chịu áp lực gì, nhưng cậu mà cứ cố chấp thì sẽ phải đối mặt với sát thủ từ tháp. Nhưng cậu cho biết là điều cô nói đã xảy ra, trong lúc đó, Magic đang ngồi đọc cuốn sách nhặt được từ nhà Chai mừng thì bị Claire hiểu nhầm là đọc nhật ký của cô, cậu đã phải nhắc Claire là nhật ký cô đang cầm luôn ở trên tay còn lại. offen đến và cho biết là sẽ đưa Magic vào tháp. Claire muốn đi thì offen từ chối nên Tis sẽ để hai đứa học trò của cô dẫn Claire đi tham quan, lúc đang ngồi ăn và ngắm nhanh tháp thì cả ba bắt gặp lại hai đứa lùn chúng đang đem gối ôm hình nanh tháp đi bán cle dọa là sẽ mách offen nên chúng dỗi mà đi chỗ khác bán học trò của tis cho biết ngọn tháp này vốn được các thượng tầng cai quản và dưới đó là các lớp học lớp của Chai mừng là được ưu ái nhất và có ảnh hưởng nhất định đến thượng tầng vì vậy mà họ bị các lớp khác thù ghét việc trai mừng biến mất đã khiến trật tự trong tháp bị rối tung lên lúc này trong lúc đó offen đang cùng tis đưa magic về tháp thì offen hỏi tis có gây thù với ai hay không cô không có nên cậu biết giờ mà họ bị phục kích thì chỉ là do cậu vừa dứt câu thì cả xe bị tấn công offen đã dùng phép bảo vệ xe và còn thổi bay khói gây mê tỏa ra từ máy cái chai bay đến địch đã nhanh chóng bao vây họ và offen biết đám này là người của tín ngưỡng rồng offen đã tự mình lao ra và xử lý hết chúng cậu đã hỏi một tên về lý do tấn công nhóm của cậu thì cậu chỉ nghi ngờ là chúng trả thù cho đám ở trong khu rừng kia nhưng chúng buộc tội cậu đã tàn sát người của chúng thì cậu chưa hề giết ai cả nhưng một kẻ đã cho đầu của tên này bay màu kẻ đó cũng lộ diện hắn là người đã giết người trong tháp trước đó ta thấy. Hắn biết Offen và giới thiệu bản thân là Hydrant. Tis biết hắn là người của thượng tầng và cho rằng hắn đến để hộ tống họ và có vẻ như hắn là kẻ bị Offen bỏ mặc đến chết trước đây. Offen sau đó đã đến nanh tháp và được thư ký của Ford gọi vào gặp riêng cậu ta. Ford không có vẻ gì là bất ngờ khi gặp lại Offen. Cậu ta muốn vào thẳng vấn đề chính là về tên thư ký vừa rồi. Hắn là học trò của lớp UA, một lớp đối địch với lớp của Chaiman. Và lớp của UA này liên quan gì ư? Đơn giản là tên sát thủ tối qua cậu gặp là người của lớp UA đó, và cả tên Hydran cậu vừa gặp cũng vậy. Hắn đã gửi báo cáo về đây rằng hắn đã tìm thấy một nhóm tín đồ của tín ngưỡng rồng lẳng vàng gần biên giới nơi này nên đã tàn sát chúng và giờ còn tàn sát luôn cả những kẻ còn sót lại. Lý do Ford chỉ gọi mình Offen vào là vì biết tích sẽ nổi nóng khi nghe tin này, nhưng Offen cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu đã đến lớp của UA để tìm ông ta, và ông ta cũng đã chờ cậu sẵn ở đây. Cậu đến tìm Hydran thì ông cho biết hắn không còn là học sinh ở đây nữa. Ông ta biết việc Hydran đã làm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì việc của ông ta chỉ là dọn dẹp mấy cái xác chết. Cậu đe dọa ông ta đừng có mà động đến Tis hay Magic nếu không cậu sẽ nhắm đến ông ta. Tất nhiên ông ta biết thực lực cậu đến đâu nhưng cũng khuyên cậu đừng dạy mà biến ông thành kẻ thù của cậu, vì hiện tại chai Mình không hề có ở đây để kiểm soát ông ta. Offen sau đó đã ra về và Tis vẫn bực vì Ford không chịu gặp cô, nhưng Magic vui vì đã có thể nộp đơn vào tháp. Trong lúc đó, Clay vừa về thì bắt gặp tên sát thủ tối qua. Offen vừa về thì đã thấy Clay bị thương nằm bất tỉnh trước cổng. Hai học trò của Tis cho biết là do một tên sát thủ tấn công, Offen nhận ra kẻ đó có vẻ là kẻ cậu gặp tối qua. Offen muốn đuổi theo thì Tis cản lại vì cậu mà gây rối thêm ở đây thì các trưởng lão sẽ không bỏ qua, Tis sẽ đi tìm chúng. Cậu không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng cô cho rằng bản thân sẽ không thua một tên hèn hạ chỉ dám tấn công một cô gái rồi bỏ chạy, cô sẽ bảo vệ ngôi nhà này của mình. Offen sau đó đành đưa Claire vào trong chữa trị, còn Tis đã chạm mặt tên sát thủ và nhận ra hắn đang dụ cô. Cô không muốn liều nhưng cũng không muốn để mất dấu, Offen sau đó đi tìm Tis. Claire muốn theo nên cậu dặn magic là không để Claire đi theo cậu cậu sau đó đã đi một mình còn tis thì đã bị tên sát thủ dụ đến quê nhà xưa hắn lôi kéo cô đến một căn nhà đổ nát để cùng đồng bọn hội đồng cô ở đây cô biết tên còn lại là hydron hắn đã hy vọng là có thể chạm mặt offen ở đây luôn nhưng hắn biết sớm muộn gì cậu cũng đến tis không nghĩ bản thân sẽ thua chúng nên đã tung hỏa phép để tấn công offen phát hiện ánh sáng lóe lên nên đã nhanh chóng chạy đến tis lúc này đã bị hai tên áp đảo và bị hydron chém mất hai ngón tay nhưng đúng lúc khó khăn thì Azali đã tìm đến để cứu cô. Hiron bất ngờ vì Azali chưa chết nên chúng đã bỏ đi, Azali đã chữa cho Tis rồi rời đi trước khi Orphan đến. Cậu đã đưa Tis về nhà và Tis đã nghĩ là cậu cứu cô mà cô còn nhầm giọng cậu với giọng Azali, cậu biết chuyện đã xảy ra nên cũng chỉ đành nhận vơ. Cậu cho biết Claire đã ổn nhưng ngón tay của cô dù đã được nối lại thì dây thần kinh thì không thể, nên hai ngón đó của cô giờ là có cũng như không. Cậu muốn bắt chúng trả giá nhưng Tis muốn cậu dừng làm chuyện ngu ngốc, cô thà mất hai ngón hơn mất cậu. Cô muốn Offen đi báo với Ford, Ford sẽ tự biết mà báo cáo lại với thượng tầng để giải quyết triệt để đám của lớp UA. Cô thấy giá như Comic còn sống thì cậu ta sẽ chữa được tay cho cô. Chỉ là sau khi Comic ra đi thì mọi người gần như cũng rời đi hết và chỉ còn cô và Ford ở lại tháp, do đó cô muốn Offen đừng bỏ cô lại đây một mình nữa. Offen sau đó gặp lại Azali ở ngoài sân nên đã đến nói chuyện với cô, cô cho biết UA đã bắt đầu bước cuối cho kế hoạch. Chúng đã xử lý vài trưởng lão chống đối chúng và ngược lại thì cô cũng đã phải giải quyết vài trưởng lão về phe UA. Cô cho Orphan biết việc Ua đang cố giành quyền kiểm soát tháp. Và thứ chúng muốn là bản đồ của gia tộc Brown. Một nghìn năm trước, một trong các vị thần của thế giới đã cố giết các vị thần khác để trở thành một thể thống nhất. Từ đó trở thành vua phép thuật. Nhà thờ xem vua phép thuật là tà đạo nhưng ít ai biết việc vua phép thuật đã bí mật để lại một cuốn sách. Cuốn sách đó là bản đồ dẫn đến quyền năng và nó đã được truyền dần lại cho gia tộc Brown. Nhưng nó đã sớm biến mất khỏi gia tộc đó và bị người theo tín ngưỡng rồng có được. Và người cuối cùng được cho là đang giữ quyển sách đó chính là Chaiman. Tôi thấy có sự quen quen ở đây rồi, hẳn mấy ông đã phần nào nhận ra thứ này có liên quan đến cuốn sách mà Magic nhặt được ở nhà trai mình rồi nhỉ. Azali biết cuốn sách đó sẽ thu hút đám Ua đến đây nhưng họ cũng cần cuốn sách đó nên Azali quyết không để chúng có được và cô biết đám Ua sẽ hành động vào đêm nay. Cô sẽ đi xử lý đám sát thủ và để cậu việc ám sát lão Ua. Cậu biết bản thân không còn đường nào ngoài nghe theo kế hoạch của Azali. Còn về việc cuốn sách ở đâu thì cô cho biết luôn là Magic đang giữ nó. Azali sau đó cho cậu quyền di chuyển giữa không gian và rời đi, cậu khá bực vì azali dễ dàng thao túng cậu đến vậy cậu sau đó vào trong thì biết claire đã nghe hết cậu vào hỏi magic là lấy quyển sách ở đâu thì biết ngay là azali đã cố tình sắp xếp để magic nhặt được nó cậu sau đó đã nhờ cả hai đi chung với cậu vì cậu biết bản thân cần cả hai giúp đỡ cậu nói thẳng là họ sẽ đến tháp và đập bọn đã làm việc này với tis offen và hai đứa em sau đó đã dến bên ngoài tháp claire thì hiểu đại khái về kế hoạch còn magic thì thấy hơi có lỗ vì cậu lấy cuốn sách đi nên mới khiến tis bị thương nhưng Ofen cho rằng Magic không có lỗi vì sớm muộn gì cậu cũng phải dứt điểm mọi chuyện với lớp UA và giờ cách để họ vào là leo qua bức tường kia. Và khi thể chất không giải quyết được thì pháp sư sẽ làm việc họ giỏi nhất lúc tiến vào trong. offen cho biết cậu lần này chọn tấn công trước là vì chúng sẽ khó mà lường được, chúng thường sẽ nhân thời điểm nửa đêm lúc lính canh đi nghỉ mà trốn ra. Nhưng cậu chắn chắn hôm nay chúng sẽ không ra ngoài vì đã đoán được cậu cậu đến đây, nhưng hai đứa em thì không. Trước mắt thì cậu muốn khắc phục điểm yếu của bản thân và chứng tỏ bản thân thật sự là người thừa kế, cậu sau đó đến phòng lính canh xem qua thì lính canh đã biến mất hiron đã tấn công cậu từ phía sau buộc cậu phải lùi lại cậu đã phải trả đòn thì hắn gọi đồng bọn đến buộc le phải lấy sói ra chặn đòn offen thấy hắn không quan tâm đến việc bị lính canh khác phát hiện thì hắn cho rằng đó là vấn đề của ua hắn không quan tâm việc ua sống chết ra sao mà hắn chỉ muốn giải quyết một lần với ofen cậu biết hắn là kẻ hại tích còn hắn biết cậu đã che giấu việc azali còn sống ofen sau đó đã nhảy lùi và dẫn dụ hiron đến một nơi phù hợp để chiến đấu phòng tập cũ kỹ mà cậu cùng cả lớp của trai mình đã từng cùng tập luyện với nhau. Hắn vẫn cay cú ofen vì vết sẹo này, vết sẹo mà cậu đã gây ra cho hắn vào 5 năm trước. Lúc đó cậu đã có ý định xin vào tòa án để làm việc thì hắn tìm đến để kéo cậu về, vì các trưởng lão cần ít nhất một người ở tháp có khả năng đối phó được với Azali, và người họ cần là ofen kẻ được trai mừng truyền lại toàn bộ kỹ thuật, nhưng cậu đã từ chối và bắn cho hắn một phát vào mặt, cả hai vẫn còn ám ảnh về nhau nên sẽ giải quyết toàn bộ ân oán tại đây. Offen đã dùng phép hất hắn lên để bắn tên ánh sáng, nhưng hắn đã kịp đáp trả và lao đến thì offen dịch chuyển ra sau và khiến cả hai về lại thế đấu tay đôi còn clare lúc này chạm mặt một tên khác tên này nhận thấy cả nhóm offen đã bị chia lẻ ra hắn quyết định xử clare trước khi đi tìm magic cô nghe thấy việc hắn nghĩ cô là kẻ vô dụng nên đã tức giận hắn vừa nhận ra khả năng của clare thì đã bị con sói cắt mất tay còn magic thì tỉnh lại ở một nơi xa lạ và chạm mặt tên đồng bọn của Hydran. hắn muốn xử magic thì cậu bỏ chạy nhưng cuốn sách đã rơi lại và bị hắn lấy được magic chẳng còn cách nào ngoài ở lại chiến đấu cậu đã dựng khiên chặn phép và rồi tự mày mò ra cách sử dụng tên ánh sáng tuy bắn được nhưng lại bị hụt nên tên kia đã bắn trả lại magic bằng cách nào đó cũng học được dịch chuyển mà né được nhưng mấy chiêu mạnh vừa rồi đã hao hết ma lực nên ford đã ra mặt để đuổi tên kia đi magic muốn đi đòi lại cuốn sách nhưng ford muốn để offen tự xử lý và đồng thời magic từ giờ sẽ là học trò của cậu ta trong lúc đó offen đã dùng thân thủ và kỹ thuật vượt trội hơn của bản thân để đánh bại hydron ngay lúc cậu dự định thiêu luôn nửa còn lại khuôn mặt của hắn thì claire tìm đến cô cho biết bản thân vừa đấm được một tên sát thủ và được con sói đưa đến đây và offen thấy may vì đưa cô đi theo cậu sau đó cùng cô đến tận lớp của ua ông ta đã có được cuốn sách và tự thú nhận hết tội trạng của mình thế là offen bảo ông ta xem lại cho kỹ vì đó là nhật ký của gre đã được cậu sửa đổi lại đôi chút cho giống cuốn sách thật ford sau đó đi vào và kết tội cả lớp của ua nhưng ông ta cho rằng ford không đủ thẩm quyền nên cậu cho ông ta xem tờ cáo trạng đã được hiran ký tên sẵn trên nó Hiron đã có ý định phản ông ta từ đầu vì mục tiêu của hắn đơn giản chỉ là để trả thù. Azali sau đó cũng đến. offen nhận ra Ford đã biết Azali còn sống từ trước. Ua đã lao đến đòi lấy mạng Azali thì bị offen dùng tuyệt kỹ được trai mừng dạy để nhất kích tất sát Ua. Nhưng Azali đã bảo cậu không cần xuống tay dứt điểm một kẻ như lão ta. Cô sau đó thi triển phép để khiến toàn bộ học viên của Ua quên mất việc cô vẫn còn sống. Chúng sau đó bị bắt đi hết. Ford không ngờ là trai mừng đã chết. Nhưng cậu ta sẽ cố để kiểm soát nơi này như cách trai mừng đã từng làm. Azali đã mang theo cuốn sách thật bên mình và cô cho biết trong này chứa bí ẩn về cách ngăn thế giới dẫn đến sự diệt vong. Cô sẽ tự mình điều tra nó và nếu Offen muốn tìm cô thì hãy đến nhà thờ, cứ thế Azali tiếp tục hành trình về mục tiêu của bản thân và Offen sẽ lại tiếp tục hành trình để tìm ra bí ẩn về mục tiêu của Azali, phần 1 của phim đến đây là kết thúc.